Ok, trước khi mà bắt đầu video thì mình muốn cùng các bạn chúng ta hãy cùng dành ra một vài giây, hãy cùng ngắm nhìn cái ngoại hình của người trai nước hoa này đi ạ. Trông nó có xinh xỉu không ạ các bạn? Trời ơi, trông nó vô cùng là cute phô mai que luôn. Và với cái ngoại hình như thế này thì nếu mà các bạn sử dụng để làm quà tặng cho các chị em ấy, hoặc là chúng ta trưng ở kệ, hoặc để trong cái phòng như cái bàn trang điểm ấy, thì trông nó sẽ vô cùng là xinh xắn luôn. Cái mùi hương của cái em gấu hồng này ấy, nó cũng rất là dễ thương, y hệt như là cái ngoại hình và cái tên gọi của trái nước hoa này thôi. Và mức giá của nó lại còn cực kỳ là phải chăng nữa. Cho nên mình nghĩ rằng đây sẽ là một trái nước hoa mà các chị em nên trải nghiệm qua ít nhất là một lần. Vậy thì tại sao mình lại nói như vậy? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái em Moschino Bubblegum này nhé. Vậy sẽ sang trên nào? Bắt đầu thôi. Được rồi, đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua một chút rất là nhanh về cái trái nước hoa này. Thì tên đầy đủ của em gấu hồng này nó là Moschino Toy 2 Bubblegum. Và cái brand nước hoa Moschino này ấy, nó là một cái brand có mức giá khá là rẻ, nhưng mà cái mùi hương của nó thì lại khá là chất lượng. Và trong cái brand này, những cái chai nước hoa mà có cái tên là Toy ấy, thì ngoại hình của nó sẽ là những cái ngoại hình của những cái con gấu như thế này. Nó chỉ khác màu và khác một chút về thiết kế thôi, trông rất là cute. Nhưng mà cái mùi hương của cái em này ấy, nó lại không phải là một cái mùi kiểu designer rẻ tiền đâu. Và mặc dù là mức giá của em nó đúng là rẻ thật, và cái ngoại hình của nó trông cũng kiểu bị trẻ con thật ấy, nhưng mà cái mùi này nó lại là một cái mùi rất là hay ho luôn. Bởi vì là cái perfumer, tức là cái ông mà đã sáng tạo, đã điều chế ra cái mùi hương này, ông ấy là một cái perfumer vô cùng là nổi tiếng, có tên là Oliver Pichu. Mình không biết mình có đọc đúng tên không nhá, thì mình sẽ để tên và hình ảnh của ông trên này. Thì cái ông Oliver Pichu này, ông đã tạo ra rất nhiều những cái siêu phẩm trong giới nước hoa, mà khi mà mình kể tên này, mình nghĩ rằng sẽ có rất nhiều bạn biết thôi. Đó là hai chai nước hoa của nhà Montblanc, có tên là Montblanc Explorer và Montblanc Legend, các phiên bản khác nhau của chai One Million. Hai chai của nhà Diptyque, đó là Fleur de Pearl và Orpheon, Parfum de Mali Herod và chai Versace Herod Flame. Thì nghe như vậy các bạn cũng đã thấy nó rất là uy tín rồi đúng không nào? Cho nên là cái chai Bubblegum này, mùi của nó cũng không phải là đơn giản đâu. Cái nốt hương đầu của em Bubblegum này khi mà vừa mới xịt ra, các bạn sẽ thấy nó là một cái mùi nước ngọt. Cái mùi giống kiểu mùi Fanta hoặc là Mirinda, vị soda kem ấy. Mùi nó giống dã man luôn. Và nó còn một chút cái cảm giác kiểu hơi sủi bọt ga lăn tăn lên của soda ấy. Cảm giác nó hơi kiểu ngọt ngọt. Khoảng 10 phút sau khi mà cái mùi hương này nó chuyển sang cái nốt hương ở giữa ấy, thì nó sẽ ra một cái mùi, đó là mùi kiểu giống như tên gọi là Bubblegum, tức là cái mùi sinh gum ấy, mùi kiểu kẹo cao su ấy. Nó giống với cả những cái kẹo cao su vị hoa quả, hoặc là những cái kẹo mút ngọt của hãng Chupa Chups ấy. Nó là những cái mùi hoa quả như kiểu là mùi citrus cam chanh này, mùi đào này, mùi việt quất, và một cái loại hoa quả nữa nó không chính thức ở trong cái bảng thành phần, nhưng mà khi mà ngửi mình ngửi thấy cái mùi khá là rõ, đó là mùi quả dâu. Cái nốt mùi dâu ở trong cái chai Bubblegum này ấy, thì khi mà ngửi mình có liên tưởng đến một cái mùi dâu, đó là cái mùi của kem tay dâu của nhà The Body Shop. Thì tại vì mình là một người sử dụng cái mùi kem này rất là nhiều, cho nên là ngay khi mà mình vừa mới ngửi thì có thể nhận ra ngay đó là hai cái mùi nó kiểu na ná nhau. Khi mà gần chuyển sang cái nốt hương cuối thì cái mùi hương này nó sẽ lên khá là nhiều hoa. Cụ thể nó là mùi của hoa đào và hoa hồng, thì đúng như là cái miêu tả ở trên cái thân chai này thôi. Đó là mùi floral. Floral tức là mùi hoa này, không biết các bạn có nhìn được không nhỉ? Đây, floral. Thì cái mùi hương này nó là một cái mùi hương mà nó kiểu siêu là nữ tính, siêu trẻ trung. Ngửi cái mùi này mình có liên tưởng đến những cái hình ảnh, những cái cô gái, những em học sinh, nữ sinh cấp 3 hoặc là mới những năm đầu đại học ấy, còn rất là ngây thơ, trong sáng và nhí nhanh. Giống như cái mùi da thơm của một cái cô gái mới lớn. Thể luôn cái mùi vai kiểu kẹo ngọt này, ngửi cảm giác là như kiểu muốn chén luôn ấy. Mùi nó rất là mở lem luôn. Và bạn nữ nào mà đang ở trong cái độ tuổi khoảng 20 mà kiểu đang muốn bật đèn xanh cho bạn trai ấy, thì hãy cứ xịt cái mùi hương này cho mình. Và cuối cùng khi mà chuyển sang cái nốt hương cuối thì nó sẽ lên một chút cái mùi xạ hương. Nó sẽ làm cho cái mùi hương này trở nên dày hơn, đậm hơn, và cái ngọt ở đây nó cũng sâu hơn. Và ngửi cái mùi ngọt này, mình có liên tưởng đến một chai nước hoa của nhà Katy Perry, đó là chai Mad Potion. Vì thế cho nên là khi mà cái mùi hương này nó dry down xuống ấy, thì cái mùi nó cũng không kiểu bị quá là trẻ con đâu, mà nó cũng khá là trưởng thành đấy.
kiểu như là các bạn mới ngửi thì các bạn sẽ tưởng tượng rằng đây là một em gái còn đang rất là non tơ, còn đang ngây thơ trong sáng, còn như kiểu là một hạt thóc thôi. Nhưng mà sau đấy nó sẽ chuyển sang cái mùi hơi dừ dừ, cảm giác như là em cũng là một người biết tương đối là nhiều đấy, chứ biết ai là gà ai là thóc đâu. Cái độ bám tỏa của cái chai nước hoa này nó cũng ở mức rất là vừa phải thôi, bởi vì mức giá của nó rất là rẻ, cho nên là cái nồng độ tinh dầu trong này nó cũng không phải là quá cao, nhưng mà nó cũng bám tỏa được khoảng đâu đó khoảng 5-6 tiếng đấy. Không phải là quá tốt nhưng mà cũng không đến nỗi quá tệ đâu không nào. Nó vẫn đủ để lưu hương cho một cái buổi đi hẹn hò, hoặc là một buổi học, hoặc là một ca làm. Hy vọng rằng cái video này sẽ giúp các chị em có thêm những cái thông tin về cái em gấu hồng này, vì mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái mùi hương mà các chị em phải có ở trong cái tủ nước hoa của mình, hoặc là ít nhất thì cũng phải trải nghiệm qua, thử mùi qua một lần, bởi vì mùi của nó quá là tuyệt vời luôn. Và nếu các bạn thích video thì đừng quên để lại cho mình một nút like và bấm subscribe cho kênh để theo dõi những cái nội dung vô cùng thú vị sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.